đi farm boss, đánh quái, lượm đồ nhiều quá, chán rồi các ông ạ. Hay dẫn con pet đi lượm vài vòng ngắm cảnh nhân gian. Phải chi có em gái xin bay lượm cùng thì vui. Các ông thấy con pet của tôi này, bên ngoài thì đẹp, bên trong thì nhiều tiền, ý nhầm bên trong thì mạnh mẽ. Có em nó bên cạnh là tôi chả ngán thằng nào, pet này hơi bị xịn luôn các ông ạ. Nó hỗ trợ lực chiến cực mạnh, tỷ lệ sát thương cũng đánh đâu mà dẫn em nó đi cùng thì ôi rồi ôi, khỏi nghĩ cũng dễ dàng mà đánh bại mấy tên boss quái kia nhé. Thế các ông cứ vào chiến giới 4D chơi và sở hữu ngay cho mình một chú pet như tôi nhé.